Epishop xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm dây cầu lông Kawasaki K137. Dòng sản phẩm của hãng Kawasaki đều có những thiết kế rất độc đáo, mang lại sự trẻ trung và tươi mới cho đôi giày. Là hãng giày cầu lông nổi tiếng tại Nhật Bản, luôn chú trọng tới chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Giày Kawasaki K137 được những lông thủ biết đến và luôn tin dùng bởi chất lượng và thiết kế vô cùng phong phú. Với sản phẩm lần này, hãng chọn tông xanh là tông màu chủ đạo, phù hợp với những khách hàng ưa thích sự đam mê, năng động và quyết đoán, giúp cho người sử dụng có nguồn năng lượng xanh tươi, tạo nên sự tự tin và nổi bật trên sân đấu. Thiết kế ở mặt trước với những lỗ thoáng khí giúp dễ dàng tiếp mồ hôi chân, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Hãy cùng Epishop khám phá ngay sản phẩm này nhé! Sản phẩm được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại Epishop. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ hotline trên màn hình hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, subscribe và đón chờ những video tiếp theo của Epishop nhé!